Dạ, với nhiều tiện ích như vậy thì không biết là cái lối sống sinh hoạt của gia đình mình có thay đổi gì so với trước đây không anh ha? Tất nhiên là có chứ. Cuối tuần nào thì gia đình mình cũng có đi chơi, đi ở trung tâm thương mại, vừa tốn ít tốn thời gian di chuyển mà vừa có thêm thời gian cho gia đình. Dạ, nghe anh kể là đi chơi nhiều như vậy là gia đình mình chắc cũng nhiều kỷ niệm lắm anh ha. Vậy không biết là anh có thể chia sẻ kỷ niệm nào đáng nhớ nhất khi mà mình ở Vinhome không ạ? À, thì ở đây thì cũng hay tổ chức một cái số cái sự kiện cộng đồng á, vừa bé vừa được vui chơi nè, vừa được học hỏi nữa. Có một lần mà bé tham gia cái sự kiện mà nhựa tái chế về bé cứ nói với ba mẹ là bắt buộc là phải phân loại rác ra, bỏ đúng nơi quy định, từ đó mà hình thành cái thói quen tốt cho cả gia đình luôn. Trời ơi, dễ thương dữ vậy luôn ha. Là không biết anh có lời khuyên gì dành cho những gia đình đang mong muốn sống tại Vinhome không ạ? Thì những ai mà cần một cái nơi mà sống tiện ích nè, gần gũi thì Vinhome đã bắt là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu mà của anh, hình như anh nhớ là sắp tới cũng có mở thêm cái khu đồ ăn của anh. Vợ chồng cũng đang tính mua thêm cho ba mẹ. Thì gia đình mình là đại gia đình mình luôn, là sống chuyển về sống Vinhome hết, quá là vui luôn. Dạ, em cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nha. Em chúc gia đình mình sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại Vinhome ha. Cảm ơn con, rồi cảm ơn gia đình mình ạ.